Cuối cùng, sau rất nhiều ngày chờ đợi, Quang Hải đã chính thức ký hợp đồng với Pro FC, một bến đỗ nhỏ nhưng phù hợp với trình độ và cơ hội cho Hải Con. Nhưng vì sao lại là Pro FC và tình hình tài chính của đội bóng này như thế nào? Đây chính là bức ảnh chúng ta đã chờ đợi ròng rã suốt những tháng vừa qua. Quang Hải chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Pro FC, một câu lạc bộ thuộc Ligue 2 của Pháp. Nếu bạn đã kiên nhẫn, đã đặt niềm tin vào chuyện xuất ngoại của Quang Hải, thì đó là món quà lớn nhất từ số 19. Một bản hợp đồng đã chính thức được ký kết và từ bây giờ, Pro FC sẽ trở thành đội bóng thu hút đông đảo sự chú ý của các cổ động viên Việt Nam. Dẫu biết trước đó đã có những tin đồn liên quan đến việc Hải Con sẽ đầu quân cho đội bóng này và nó khiến cho fanpage của Pro FC gia tăng một lượng tương tác chóng mặt. Tuy nhiên khi nó thực sự xảy ra, hiệu ứng của nó quả thực là không thể tin nổi. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi những thông tin chính thức được công bố, bức ảnh số 19 cầm chiếc áo vàng nở một nụ cười tươi rói đã nhận về tới 60.000 lượt tích, 7.400 bình luận và 2.700 lượt chia sẻ. Cá với bạn rằng sẽ không có bất kỳ một cầu thủ nào Việt Nam có thể tạo ra một hiệu ứng đến mức khủng khiếp như vậy trên mạng xã hội. Cần biết ở thời điểm SC Heerenveen ra mắt Đoàn Văn Hậu, bài đăng của câu lạc bộ này cũng chỉ thu hút một nửa số lượng like và nửa số bình luận như trường hợp của Quang Hải tại Pro FC. Trong khi đó, ở thời điểm Công Phượng cập bến Sint Truiden, bài đăng của fanpage câu lạc bộ Từ Bỉ nhận được 8.700 lượt thích, 1.000 bình luận và gần 500 lượt chia sẻ theo một bài báo được Dinh đăng tải. Nếu bạn nghĩ đó là sống ảo, hoàn toàn không phải đâu nhá. Trong thời đại công nghệ số và sự bùng nổ của mạng xã hội, mỗi lượt like hay bình luận đều có thể đem đến rất nhiều giá trị. Đó không phải là tiền, chuyển khoản hay trao tay ngay lập tức. Nó được quy đổi bằng rất nhiều những giá trị khác, đôi khi còn to lớn hơn tiền. Đó sẽ là câu chuyện được chúng ta bàn ở phần sau của video này. Còn giờ hãy cùng cổ động viên từ Việt Nam chung vui cùng với Quang Hải. Trong số 7.400 lượt bình luận đó, bạn sẽ bắt gặp những comment của những người nổi tiếng, những fanpage lớn chia sẻ niềm vui với số 19. Và tất nhiên là cả những dòng văn mẫu kinh điển được dịch ra cả tiếng Pháp để cổ động viên của Pro FC biết rằng những người hâm mộ ở Việt Nam đã là fan cứng đích thực của đội bóng này cách đây từ rất lâu rồi. Ở chiều ngược lại, của bóng vàng Việt Nam 2018 cũng gửi lời cảm ơn những người đã cùng đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua. Hải hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành đó trong quãng đường sắp tới và giờ là lúc để chiến đấu thôi. Pro FC chỉ là một đội bóng nhỏ tại Ligue 2 đến từ một thành phố mà bóng đá chỉ xếp thứ 3 trong danh sách các môn thể thao được yêu mến. Vì vậy, bạn không thể đòi hỏi quá nhiều và một đội bóng không có sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ. Thậm chí đội bóng này còn đứng trên bờ vực giải thể vì phá sản vào năm 1995. Nhưng vào thời điểm đó, doanh nhân Laporte Frey đã ra tay giúp đỡ và tiếp quản câu lạc bộ. Có được bệ đỡ từ một cầu thủ từng thi đấu cho chính Pro FC, đội bóng này đã đứng vững suốt 27 năm qua. Không chỉ đứng vững, Pro FC còn giành được những thành tựu đáng kể khi lần đầu tiên thăng hạng Ligue 2 vào năm 2020. Pro FC là một sự hội tụ của những thứ nhỏ nhất. Đội bóng này chỉ có ngân sách hoạt động mỗi năm khoảng 6,5 triệu euro, tức là quỹ hoạt động cả năm của câu lạc bộ này chỉ bằng một góc cực nhỏ so với thu nhập khoảng 32 triệu euro một năm sau thuế của tiền đạo Neymar. Với nguồn ngân sách nhỏ bé như vậy, câu lạc bộ này đang là đội bóng nghèo nhất tại Ligue 2, thậm chí trước đây họ còn phải đá chung sân vận động với một câu lạc bộ nghiệp dư. Kể từ năm 2018, Pro FC chuyển về thi đấu tại Nusacom với sức chứa chỉ khoảng 1.000 chỗ ngồi. Sau khi được thăng hạng, câu lạc bộ này phải bỏ thêm tiền để đáp ứng tiêu chuẩn chung của giải hạng 2 Pháp. Nhưng với sức chứa, sau khi được nâng cấp chỉ khoảng 4.000 chỗ ngồi, Nusacom vẫn là sân vận động có sức chứa thấp nhất tại Ligue 2. Nguồn thu chính của câu lạc bộ mà Quang Hải sẽ khoác áo đến từ đâu? Một phần trong số đó nằm ở vé mùa mà đội bóng này đang phân phối. Trên trang chủ của Pro FC đang có rất nhiều mức vé khác nhau. Mức đắt nhất dành cho các cổ động viên ngồi khán đài A là 340 euro một mùa, tức khoảng 8,3 triệu đồng. Vị trí trung bình một trận đấu, các cổ động viên phải bỏ ra khoảng 17,8 euro, tức là khoảng 438.000 Việt Nam đồng. Mệnh giá thứ hai cho khán đài B rơi vào khoảng 6,3 triệu đồng một mùa, tương đương với 260 euro. Trung bình mỗi trận, các cổ động viên phải trả 13,6 euro để ngồi ở khu vực này. Pro FC còn có chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thất nghiệp, sinh viên hoặc người khuyết tật. Điều kiện cần là những cổ động viên này chỉ cần xuất trình giấy tờ để chứng minh và họ sẽ được mua vé với giá 260 euro cho khán đài A và 180 euro cho khán đài B. Một ưu đãi đặc biệt khác của Pro FC dành tặng cho những khán giả dưới 12 tuổi. Để vào sân theo dõi đội bóng, các em sẽ trả 120 euro khoảng 2,9 triệu đồng cho khán đài A và 90 euro khoảng 2,2 triệu đồng cho khán đài B. Tất nhiên ở một thành phố bóng đá chỉ là môn thể thao đứng thứ 3, Nusacom khiếm khi được lấp đầy. Thống kê một giải trước, đội bóng này chỉ đón khán giả trung bình bằng khoảng 1/2 sức chứa tối đa. Nguồn thu từ vé không quá dồi dào, Pro FC chỉ là đội bóng địa phương. Cùng lắm họ cũng chỉ có thể kêu gọi thêm các nguồn tài trợ và có thêm nguồn thu từ việc bán đồ lưu niệm. Giá một chiếc mũ lưỡi chai có in logo Pro FC rơi vào khoảng 20-25 euro. Nguồn lực nội tại quá hạn chế, không khó hiểu vì sao Pro FC thường xuyên tìm đến những bản hợp đồng cho mượn hoặc chuyển nhượng tự do. Đội bóng ở miền Nam nước Pháp thường xuyên đặt cược vào những bản hợp đồng như vậy và họ thường xuyên giành được chiến thắng.
Có không ít những cầu thủ vô danh từng đến đây thi đấu, tạo ra những dấu ấn đáng kể rồi sau đó rời đi với mức định giá cao hơn khá nhiều. Trường hợp đáng kể nhất chính là nhạc trưởng của họ, Victor Lopri. Cầu thủ 27 tuổi này gia nhập Pau FC hồi năm 2020 khi anh mới chỉ được định giá 100.000 euro. Hai năm sau, Transfermarkt định giá Lopri gấp 15 lần so với con số đó. Pau FC là bến đỗ phù hợp để những cầu thủ tiềm năng có thể nâng tầm. Phó chủ tịch Joan Lopez từng chia sẻ với tờ Sudes rằng đội bóng này sẵn sàng đặt cược vào tất cả những tân binh có tiềm năng và Pau FC có đủ đội ngũ tốt để giúp họ tiến bộ. Với Pau FC, Quang Hải chính là một canh bạc. Họ chấp nhận đặt niềm tin vào một cầu thủ vốn đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới. Với số vốn bỏ ra, ít nhất Pau FC đã thu về được những lợi ích nhất định. Hãy trở lại với số lượng like và follow trên fanpage. Trước khi xuất hiện tin đồn chiêu mộ Quang Hải, fanpage của câu lạc bộ này chỉ có khoảng 20.000 người theo dõi. Chỉ vài ngày khi tin đồn bắt đầu được lan truyền cho đến khi mọi thứ chính thức ngã ngũ, con số này đã tăng lên gấp 6 lần và sẽ còn tăng trong thời gian tới. Thương hiệu Pau FC đang được phủ sóng khắp đất nước Việt Nam nhờ có sự xuất hiện của ông thầy địa lý mang tên Quang Hải. Việc thương hiệu phủ sóng có thể giúp cho Pau FC gia tăng thêm số lượng những chiếc áo đấu được bán ra, những chiếc vé tại sân vận động nhờ một lượng các cổ động viên Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Đó là cái lợi trước mắt, kéo theo sau đó là cả những bản hợp đồng quảng cáo, những nhà tài trợ mới khi Quang Hải đặt chân đến đây. Rất có thể đó sẽ là sự khởi đầu cho những cái bắt tay mà thực sự trong mơ, lãnh đạo của đội bóng này cũng không ngờ tới. Với cá nhân của Quang Hải, việc lựa chọn bến đỗ mang tên Pau FC thực sự là một nước đi khôn ngoan. Tất nhiên bến đỗ này không mang nhiều ý nghĩa về mặt tài chính, nhưng nếu muốn đi theo con đường đá bóng kiếm tiền, Hải con đã lựa chọn ở lại Việt Nam thay vì đánh cược tất cả nơi đất khách quê người. Một trong những ưu ái lớn mà Pau FC dành cho Quang Hải chính là việc anh vẫn được giữ chiếc áo số 19. Thương hiệu QH19 vẫn sẽ được duy trì, dù cho số áo này từng thuộc về nhạc trưởng và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của Pau FC. Điều đó đủ thấy họ đặt niềm tin lớn thế nào vào Quang Hải để anh có thể sắm vai người lĩnh sướng mới tại Notre Dame. Chọn một câu lạc bộ nhỏ như Pau FC, Quang Hải sẽ có nhiều cơ hội để thi đấu hơn. Chỉ cần hòa nhập tốt và nỗ lực trong các buổi tập, khả năng Hải con được đá chính thường xuyên là không hề nhỏ. Ban lãnh đạo của đội bóng này đã xác định mua Quang Hải về để sử dụng chứ không vì mục đích kinh tế như những gì chúng ta thường thấy. Pau FC có thể là bệ phóng để Quang Hải vươn xa hơn trong tương lai. Câu lạc bộ này từng là bảo chứng cho những cầu thủ tiềm năng vươn mình trở thành những ngôi sao lớn. Với trường hợp rõ nhất chính là Robbery như đã đề cập ở trên. Hải con đã chính thức chốt hợp đồng với câu lạc bộ mới, nhưng đây không phải là lúc để anh có thể tạm dừng và mỉm cười. Nụ cười ấy sẽ sớm qua đi thay bằng những giọt mồ hôi và những nỗ lực tột cùng ở trên sân bóng. Quang Hải đã xác định đây là một cuộc chiến, và để chiến thắng trong cuộc chiến này chỉ đòi hỏi một thứ duy nhất: nỗ lực. Giấc mơ của Hải con đã hoàn thành được một nửa. Nửa còn lại, anh là người định đoạt mọi thứ ở trong tay.